Để có một chu trình skincare hoàn chỉnh thì bắt buộc phải có hai bước quan trọng nhất, đó chính là tẩy trang và toner. Tẩy trang là một bước skincare cần thiết mở đầu quy trình chăm sóc da mỗi ngày, giúp lấy sạch lớp trang điểm, bụi bẩn, mồ hôi, bã nhờn tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông, giúp da không bị bí tắc và trở nên thông thoáng, loại bỏ các tác nhân gây mụn. Còn toner là bước dưỡng da tiến hành ngay sau khi rửa mặt, giúp cân bằng lại độ pH cho da, trả da về trạng thái ổn định để sẵn sàng hấp thụ các dưỡng chất ở những bước dưỡng da tiếp theo. Ngoài ra, toner còn có tác dụng làm mềm da, xẻ khít lỗ chân lông, cấp nước, giúp da duy trì được độ ẩm và trở nên mịn màng. Và combo nước tẩy trang Gelagie Cleansing Water with Hazel và Am, nước hoa hồng Gelagie Zhou Nature Moisture Toner đã thực hiện tốt công năng của mình trong chu trình skincare hàng ngày. 1. Nước tẩy trang Gelagie Cleansing Water with Hazel. Công dụng của nước tẩy trang Gelagie Cleansing Water with Hazel, do có chiết xuất từ cây phỉ with Hazel, nên khả năng kháng khuẩn của chai nước tẩy trang này là rất đáng khen. Khi sử dụng trên da, bạn cũng sẽ không còn lo lắng đến việc các vết mụn đỏ xuất hiện và gây viêm nhiễm da. Đồng thời, loại cây này cũng có thể hỗ trợ điều trị mụn. Đây chính là điểm cộng của Gelagie Cleansing Water with Hazel, vì làn da nào cũng có thể phù hợp với em ấy cả. Khả năng làm sạch sâu xuất sắc, rửa trôi đi các loại bụi bẩn, dầu nhờn tiết ra trên da trong suốt một ngày vừa qua. Trong trường hợp bạn không sử dụng các bước chăm sóc da tiếp sau đó, chai Gelagie Cleansing Water with Hazel vẫn sẽ giúp tiếp nước cho da. Vì vậy, bạn có thể yên tâm rằng làn da vẫn được chăm sóc tốt dù bạn có tối giản quy trình skincare của mình. Thành phần thần thánh của nước tẩy trang Gelagie Cleansing Water with Hazel, ngoài nguyên liệu cây phỉ with Hazel đã nói ở trên là nguyên liệu cực kỳ an toàn và hiệu quả mùng 10 tháng 10 cho làn da mụn, thì em tẩy trang Gelagie còn có một số thành phần đáng kể khác như Glycerin, nguyên liệu quen thuộc trong các sản phẩm skincare. Nhiệm vụ của thành phần này chính là giữ cho làn da trở nên mềm mại, cung cấp nước cho da. Đồng thời, chúng cũng tác động làm kiềm hãm quá trình lão hóa của da. Feng 60-hydronate castor oil là một thành phần khác giúp tăng thêm sự mềm mại cho da. Làn da của bạn sẽ không cảm giác rít cứng, căng rát sau khi sử dụng. Tinh chất hoa oải hương, chiết xuất của những bông hoa lavender sẽ giúp ngăn ngừa mụn hữu hiệu, cùng lúc sẽ cản trở sự già đi của các tế bào. Tinh chất hoa cúc la mã, trong hoa cúc la mã chứa nhiều vitamin A và E, giúp việc chống lão hóa trở nên hiệu quả hơn gấp nhiều lần, các tế bào được kích thích cho việc tái tạo. 2. Nước hoa hồng Gelagie Nature Moisture Toner, toner nổi bật với các ưu điểm. Được chiết xuất từ thiên nhiên, thành phần lành tính. Sử dụng nguyên liệu tự nhiên để bảo quản, không sử dụng các chất hóa học. Không gây tác dụng phụ, dịu nhẹ cho mọi loại da. Không có cảm giác rít, nhờn hay căng da sau khi sử dụng. Chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm, cung cấp độ ẩm, cân bằng độ pH. Kháng viêm, kiềm dầu, giúp điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Dưỡng da mềm mịn, chống lão hóa, giúp da khỏe mạnh. Làm sạch, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Thành phần có trong Gelagie Nature Moisture Toner, chiết xuất cây phỉ, có tác dụng làm mềm, xẻ khít lỗ chân lông, làm sạch, kháng viêm, trị mụn. Chiết xuất lavender, mang đến mùi hương dễ chịu, thoải mái khi sử dụng. Ngoài ra còn có công dụng sát khuẩn, làm lành vết thương rất hiệu quả. Chiết xuất trà xanh, tăng cường collagen, chống lão hóa, giúp da mịn màng, căng bóng. Chiết xuất bột tre, dưỡng ẩm, làm mờ vết nhăn, chống lão hóa, kháng viêm. Glycerin, ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả, giúp da săn chắc, mịn màng, ngăn ngừa lão hóa. Với một combo nước tẩy trang và toner dịu nhẹ, lành tính và có chiết xuất từ thiên nhiên như vậy thì các nàng chần chờ chi mà không đặt ngay em nó để trải nghiệm lên da của mình nè. Hãy đặt ngay tại link mô tả bên dưới nhé.